Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa WeWood 720 và dòng loa WeWood VK720 này. Thì vừa rồi bên em vừa về được hai cặp và hai cặp này là hai cặp hàng bãi quý vị nhé. Đấy, hàng bãi nguyên zin xịn chính hãng. Vâng, với cặp loa này thì nó được trang bị và thiết kế là 6 đường tiếng. Đầu tiên thì ở đây là chiếc bát 40 quý vị nhé, chiếc bát 40 gần vải tầm dầu và gần gần sóng quý vị nhé. Đấy, rất là nổi bật. Và ở phía trên này là âm chung của nó là chung 20 quý vị nhé. Đấy, âm chung này là chung 20. Đây là hàng bãi quý vị nhé. Đấy, hàng bãi xịn luôn. Và về thì bên em cũng có lau chùi lại một chút xíu ở bên ngoài rồi. Đấy, tức là lau chùi lại một chút xíu thôi. Ở phía trên này các bác có thể nhìn thấy là hai giải chép. Đấy, hai giải chép và ở phía dưới này là hai siêu chép ở phía dưới này luôn các bác nhé. Đấy, độ nhạy là 92 decibel và trở kháng của nó là 8 ohm các bác nhé. Công suất của nó thì từ 500 đến 700W các bác nhé. Đấy, đó là công suất trung bình. Công suất trung bình là 500W và công suất max của nó là 700W. Vâng, hình thức bên ngoài thì quý vị và các bác chúng ta có thể nhìn thấy là bên ngoài nó được trang bị là màu gỗ này. Đấy, bên ngoài là màu gỗ các bác nhé. Còn ở phía trước cái mặt này của nó là mặt màu xanh nước biển. Đấy, đây thì em gọi là màu xanh nước biển. Rất là đẹp và rất là đẳng cấp luôn. Loa này thì nó có e căng vải lụa ở bên ngoài nhé. Đấy, nãy là em vừa tháo cái e căng ra rồi. Em vừa tháo cái e căng ra để quý vị và các bác chúng ta ngắm đôi loa này nó được kỹ hơn. Đấy, mặt màu xanh rất là đẹp, rất là nổi bật. Còn những viền của âm chung và âm chép đây thì màu trắng rất là nổi bật nha các bác nhé. Đây là kích thước của nó. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó là 46 các bác nhé. Đấy, chiều ngang là 46 này. Chiều ngang là 46 và chiều sâu là 30 các bác nhé. Chiều sâu là 30. Chiều ngang là 46. Còn bây giờ là chiều cao. Đấy, chiều cao là 81cm quý vị nhé. Chiều cao là 81cm. Và đây là hàng bãi tuyển chọn các bác nhé. Đấy, hàng bãi tuyển chọn. Đấy, các bác chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái góc cạnh này là đây. Đấy, hàng bãi thì nó không thể nào mà nó tránh khỏi được những cái vấn đề đó các bác nhé. Và còn rất là đẹp luôn, hàng bãi tuyển chọn rất là đẹp các bác nhé. Với đôi loa này thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta nghe nhạc, thứ hai chúng ta trưng bày, thứ ba nữa là chúng ta xem phim, thứ tư là chúng ta trưng bày rất là đẹp. Đấy, nghe nhạc, karaoke, xem phim, trưng bày. Cái thứ năm ở đây là giá thành của nó cực kỳ rẻ quý vị nhé. Đấy, giá thành của nó cực kỳ rẻ. Ngày trước thì chúng ta phải mất rất là nhiều tiền. Phải mất rất là nhiều tiền chúng ta mới có thể sở hữu được một cặp loa thùng bát 40 mà chỉ có 4 đến 5 đường tiếng thôi. Đấy, mà chúng ta phải mất rất là nhiều tiền, hai mấy 30 triệu, 40 triệu hoặc là thậm chí là hàng trăm triệu. Đấy, nhưng mà chúng ta chỉ có nghe nhạc và trưng bày được thôi. Còn riêng về dòng loa này thì chúng ta có thể chúng ta chơi được tất cả các thể loại nhạc, đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng, những nhu cầu yêu thích
âm thanh ca hát nghe nhạc của quý vị và các bác. Nhưng bù lại giá thành rất là rẻ quý vị nhé. Đấy. Cặp loa này thì công suất là bình trung bình là 500W và mắc là 700W thì chúng ta có thể ghép được cùng với lại rất là nhiều dòng âm ly, nhiều dòng cục đẩy công suất và vang liền công suất. Nó không kén chọn âm ly, không kén chọn cục đẩy công suất để phối ghép với lại dòng loa này các bác nhé. Đấy. Với cặp loa này thì chúng ta chơi ở gian phòng từ 45 đến 50 mét vuông thì đảm bảo với lại quý vị và các bác không hay không lấy tiền luôn quý vị nhé. Đấy. Và những bác nào mà nhà mà rơi vào tầm khoảng độ 25-30 mét vuông thì chúng ta sử dụng đôi này thì cũng rất là ok. Và âm thanh thì cực kỳ là chi tiết các bác nhé. Cặp này thì âm thanh cực kỳ là chi tiết, tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt. Bởi vì cặp loa này nó có đến 6 loa tức là 6 dải đường tiếng các bác nhé. Tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt và âm trung 20. Khi mà ca sĩ hoặc là chúng ta hát karaoke thì cặp loa này nó có âm trung 20, nó sẽ tái tạo lại âm thanh và âm trung của chúng ta cực kỳ là tốt các bạn nhé. Đấy, âm trung của chúng ta ra cực kỳ là tốt, tròn vành rõ chữ. Đấy, tròn vành rõ chữ và nghe nó rất là mượt mà, nó không có sạn. Đấy, nó không có sạn rồi. Chúng ta hát karaoke thì nó rất là nhẹ. Đấy, rất là nhẹ nhàng, tròn vành rõ chữ, nó không bị mệt các bạn nhé. Đấy, nó không bị mệt, nó rất là thoát tiếng và thoáng tiếng. Đấy. Vâng, có nhiều bác chúng ta đang dùng loa 2 way nhưng chúng ta hát cảm giác nó rất là nặng, nhưng chúng ta dùng loa 3 way và những dòng loa 3 way chẳng hạn. Đấy, có được bổ trợ thêm âm trung vào thì chúng ta nghe nó khác hẳn ngay và chúng ta hát nó thoáng hẳn ngay. Nhưng ở đây nó là dòng loa 6 đường tiếng các bạn nhé. Ở đây là dòng loa 6 đường tiếng và âm trung của nó trung 20. Cho nên là chúng ta hát karaoke thì thôi rồi luôn, nó quá hay luôn các bạn nhé. Đấy. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Và bên em sẽ hướng dẫn quý vị và các bác cách thức đặt hàng. Ngoài những cặp loa này, ngoài những cặp loa WeWoods VK720 này thì bên em cũng còn rất là nhiều những dòng loa thùng để quý vị và các bác chúng ta lựa chọn các bác nhé. Những dòng loa bass 30 và bass 40. Các bác quan tâm đến bất kỳ những sản phẩm gì về âm thanh, về audio thì các bác liên hệ một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp và cụ thể cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm, ủng hộ, theo dõi Cốc Cốc Audio chúng em trong thời gian qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.